thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Phương Linh, ngụ ấp Hòa Bình, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 6, Linh mang ma túy đến nhà trọ cho thuê Thắng an cư trên địa bàn khu phố Mỹ An, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy để bán cho các đối tượng sử dụng. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, Linh mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh và từ đầu tháng 6 năm 2020, Linh thường đến thị xã Cai Lậy tìm đối tượng sử dụng để bán. Đến ngày 21 tháng 6, Linh tiếp tục đến nhà trọ cho thuê Thắng an cư thì bị bắt cùng một túi ni lông chứa ma túy loại methamphetamine. Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Phương Linh và ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời truy tìm các đối tượng mua ma túy của Linh để có biện pháp xử lý.